Tôi tên là Nguyễn Thị Thu Ngân, năm nay tôi 26 tuổi. Hiện tại tôi đang tập luyện với huấn luyện viên Võ Xuân Vinh. Cân nặng của tôi giảm được 10kg và vòng 2 giảm từ 86 xuống còn 73. Thời gian ban đầu thì tôi rất là khó khăn trong cái chế độ ăn. Vì từ chuyển từ một cái chế độ ăn không có cân bằng sang một cái chế độ ăn lành mạnh thì bắt buộc bản thân là phải vượt qua nhiều cái sự cám dỗ của thức ăn. Nhưng mà được sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên thì tôi luôn tự tin theo đuổi cái thói quen ăn uống lành mạnh và cái sở thích vận động lành mạnh của mình. Trang thiết bị ở Diamond thì rất là hiện đại và phục vụ rất là tốt cho cái nhu cầu tập của tất cả mọi người. Đối với tôi thì anh Vinh không chỉ là một người huấn luyện viên mà anh Vinh còn là một người thầy, một người bạn, chia sẻ tất cả những cái kinh nghiệm mà anh Vinh, trong thực tế của anh Vinh đã trải qua để phù hợp với bản thân của tôi và những học viên. Xin chào mọi người, tôi là Võ Xuân Vinh, hiện tại tôi là huấn luyện viên trưởng của trung tâm Diamond Hawker. Thì hiện tại tôi đã hỗ trợ cho bạn Ngân tập luyện được 6 tháng và bạn Ngân đã giảm được 10kg cơ thể, và đồng thời đó là Ngân đã giảm được 13cm vòng eo. Thì trong quá trình mới bắt đầu tập thì Ngân chỉ là một người mới hoàn toàn, Ngân còn rất là bỡ ngỡ trong cái việc tập luyện, sợ là mình tập không nổi. Nhưng mà trong cái quá trình đó thì tôi cũng có động viên tinh thần cũng như là thúc đẩy tinh thần của Ngân để cố gắng tập luyện thật là tốt, thì chắc chắn Ngân sẽ có thể làm được tất cả. Tôi muốn khuyên với tất cả mọi người rằng cuộc sống đi kèm với sức khỏe của mình. Một khi sức khỏe của mình đã giảm thì mình rất là khó để cải thiện. Nhưng mà một khi mà mình đã bắt đầu thì chắc chắn mình sẽ làm được. Xin chào.